10 sao nữ BÍT được yêu thích nhất tại Nhật Bản. Cũng liên quan tới Angela Baby, mới đây, trên các phương tiện truyền thông Nhật Bản đã diễn ra một cuộc bình chọn những nữ minh tinh đại lục được yêu thích nhất. Vị trí số 1 đã thuộc về bà xã Huỳnh Hiểu Minh. Mặc dù nhiều ý kiến cho rằng, nữ diễn viên kém nổi bật nhất trong top 10 bởi lẽ, trăm vai như một, lúc nào cô nàng cũng chỉ có một biểu cảm duy nhất. Thế nhưng đối với những khán giả Nhật Bản thì Angela Baby lại là một ngôi sao rất xinh đẹp. Không chỉ ở Nhật, nữ diễn viên còn rất nổi tiếng ở thị trường Âu Mỹ bởi ngoại hình búp bê ngọt ngào. Bên cạnh đó, những sao nữ cũng lọt top 10 gồm Trương Tử Di, Phạm Băng Băng, Dương Mịch, Trần Tuệ Lâm, Lâm Chí Linh, Trần Kiều Ân, Địch Lệ Nhiệt Ba, Tôn Lệ, Lưu Thi Thi.